Sự thật tuyệt vời, thầy tử vi báo trước cực chuẩn, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, biết được thiên cơ. Đến thời đổi vận, đúng tháng 6 âm lịch 2024, làm đâu chúng đó, tiền về như thác lũ, giàu có cũng là lẽ đương nhiên. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống chúng ta không ngừng tìm kiếm những lời giải đáp về số phận và tương lai. Đặc biệt với những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, thường mang trong mình sự tò mò về vận mệnh, những cơ hội và thách thức đang chờ đón. Với trái tim nhân hậu và tâm hồn sâu sắc, người tuổi Quý Mão không chỉ được trời Phật ưu ái, mà còn được dự báo có một hậu vận cực kỳ thịnh vượng. Đặc biệt trong tháng 6 âm lịch 2024, hứa hẹn mang đến cho họ những dấu ấn đặc biệt, mở ra những cánh cửa mới dẫn đến sự giàu sang, thành công và an nhàn. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bí mật ẩn giấu trong tử vi tháng 6 âm lịch này để hiểu rõ hơn về các phương diện công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, gia đạo và sức khỏe của người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Mỗi lời dự báo, mỗi lời khuyên không chỉ là những thông tin hữu ích, mà còn là nguồn cảm hứng, động viên giúp con giáp này tận dụng tối đa những cơ hội may mắn và vượt qua những thách thức, khó khăn. Người tuổi Quý Mão thường được biết đến với sự thông minh, nhạy bén và lòng trắc ẩn. Họ biết cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh và luôn nỗ lực để mang lại sự hài hòa trong cuộc sống. Điều này không chỉ giúp họ có một cuộc sống gia đình ấm áp, hạnh phúc, mà còn giúp họ xây dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định. Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng và tràn đầy hoa hồng. Những người tuổi Quý Mão cũng phải đối mặt với không ít thử thách và khó khăn. Nhưng chính trong những thời khắc gian nan ấy, họ mới phát huy hết được sự kiên cường, bền bỉ và trí tuệ của mình. Đó là lý do vì sao người tuổi Quý Mão dù phải trải qua bao thăng trầm, cuối cùng vẫn đạt được những thành công rực rỡ, tiền tài đầy ắp và hậu vận cực kỳ giàu sang. Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi bước vào thế giới tử vi đầy huyền bí để nghe rõ mệnh trời, hiểu rõ những gì đang chờ đón người tuổi Quý Mão trong tháng 6 âm lịch này. Với những lời khuyên từ tử vi, bản mệnh sẽ biết cách tận dụng mọi cơ hội, tránh xa vận hạn và sống một cuộc đời trọn vẹn, hạnh phúc. Bởi lẽ hiểu rõ mệnh trời không chỉ giúp bạn vững vàng trước mọi biến động, mà còn giúp bạn tự tin bước đi trên con đường của chính mình, đạt được những điều mà bạn hằng mong ước. Trước khi đi vào phần luận giải vận trình ngày hôm nay, ta hãy cùng điểm qua đôi điều về vận mệnh, cuộc đời và những nét riêng đã tạo nên tính cách của những người sinh năm 1963, tuổi Quý Mão. Rất nhiều người yêu tuổi Quý Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Quý Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn tìm cho mình sự an toàn, dù trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Tuổi Quý Mão thích cuộc sống tự do, yên bình. Với những người xung quanh, họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Họ khá nhạy cảm và dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với tuổi Quý Mão là nghệ thuật. Những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao. Những người tuổi Quý Mão thích hưởng thụ, không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm. Họ luôn mong muốn mình và những người xung quanh được sống trong hòa bình, hạnh phúc, không chiến tranh, mâu thuẫn. Đôi lúc, họ trở nên khá bảo thủ, không nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai khác. Đó là điều khiến những người này tụt hậu, trở nên tù túng và lười biếng. Theo tử vi 12 con giáp, cuộc sống thuở nhỏ của những người sinh năm 1963 tuổi Quý Mão thường phải trải qua nhiều vất vả, khó khăn. Vận tài lộc rơi vào tình trạng có đây hết đó, phải khi bước đến khoảng thời gian từ tuổi trưởng thành đến tuổi trung niên thì mọi chuyện sẽ có nhiều khả quan hơn. Quý Mão là người trầm tư, bản tính cực kỳ nhạy cảm, khiến cho họ dễ bị tổn thương và buồn phiền vì những chuyện cãi cọ. Năng lượng thủy củng cố bản năng nhạy cảm của tuổi Quý Mão, con giáp này không thể chịu đựng những bất kỳ ý kiến. Người thuộc tuổi này cực kỳ thân ái, hòa đồng, mặc dù đôi khi có thể hướng nội và ẩn mình. Họ nhận được nhiều sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Sự đồng cảm mạnh mẽ toát ra từ con giáp này khiến cho mọi người đổ xô đến họ để tìm lời khuyên hay sự an ủi. Quý Mão có khả năng nắm bắt suy nghĩ và tình cảm của người khác và truyền cho đối phương những ý tưởng của mình. Tuy nhiên, họ thương nặng lòng hoặc quá bận tâm quá mức vì rắc rối của người khác. Sự hào phóng của họ cả về thể lực lẫn cảm xúc có thể bị người khác lợi dụng. Quý Mão thích sự yên ấm, họ rất tinh tế và dễ tiếp thu ý kiến của người khác. Tuổi này thường thích thả mình theo dòng chảy sự kiện, tránh mọi xung đột. Sự mềm dẻo giúp họ vươn lên đỉnh cao, dễ phải lòng, nhưng họ chỉ muốn phụ thuộc vào người mình tin tưởng. Tuổi Quý Mão tâm tính thường cô độc, ít hòa hợp người thân, họ có vẻ mặt lạnh lùng, tác phong quả quyết dứt điểm và rất cứng rắn, bản lĩnh.
Trong cuộc sống và công việc, họ thường xử lý dứt điểm, luôn vượt qua mọi sóng gió. Thử thách tâm lý của họ ít hợp người thân, sống khá cô độc, thiên về lý trí nhiều hơn tình cảm. Quý Mão trọng công bằng, trọng lý lẽ, sống có nghĩa khí, công tâm. Họ là người trung thành, họ trung thành với cương vị, làm việc, giữ đúng chức trách được giao, bền vững trong tình bạn, rất quý trọng uy tín trong cuộc sống và thương trường. Đã hứa hẹn là sẽ cố gắng làm việc, thực hiện bằng mọi giá, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua. Họ thích suy nghĩ, có sức tập trung cao độ trong tư duy công việc. Họ suy nghĩ, làm việc, nghiên cứu dường như không bị tác động bởi ngoại cảnh, quên mọi thứ xung quanh mình. Trầm tư mà hoạt động của họ lúc này hướng cả vào vấn đề giải quyết, giống như một con lạc đà khi nhịn khát mấy ngày thì họ uống nước quên cả mối đe dọa xung quanh. Tuổi Quý Mão ý thức cao về bản thân, cái tôi cá nhân lớn, cao thượng hơn người khác, giàu trí tiến thủ, ham làm việc, mê kiếm tiền, phấn đấu vì công danh, sự nghiệp. Tìm hiểu kỹ hơn qua tử vi, những người sinh năm 1963 tuổi Quý Mão, ẩn sâu bên trong họ là bản tính vốn mạnh mẽ, kiên cường. Đối với những dự định đặt ra ban đầu, họ luôn kiên trì phấn đấu từng ngày một để đạt thành quả như mong muốn. Tuy nhiên, điều mọi người xung quanh thấy được ở họ là sự nhẹ nhàng, ứng xử tinh tế. Những người Quý Mão có khả năng nhanh nhạy trong lĩnh vực nghề nghiệp, cũng như theo tử vi cho thấy, lĩnh vực phù hợp với họ là chính trị hoặc khoa học. Tuy nhiên, tồn tại trong họ đôi khi lại là sự nóng nảy, bất cập hay bỏ việc giữa chừng. Nam nhân Quý Mão, bản tính thường rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh, dễ gây ấn tượng với mọi người xung quanh nhờ tài trí, sự tinh tế. Bên cạnh đó, tính cách hiền hậu, giỏi giang, sống hướng thiện, không ham lợi, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh chính là biểu hiện của nữ nhân tuổi Quý Mão. Cả cuộc đời, khoảng thời gian từ tuổi trẻ đến khi tuổi già đều được hưởng sự tốt đẹp về mọi khía cạnh cuộc sống, an nhàn, tình duyên tốt đẹp, tài lộc dồi dào, sự nghiệp thuận lợi, gia đạo hòa thuận, hạnh phúc, không phải chịu bất cứ trở ngại hay vất vả gì. Và sau đây là phần luận giải về vận trình chi tiết tháng 6 âm lịch ở tất cả các phương diện cuộc sống và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Quý Mão 1963. Và sau đây là tổng quan vận trình tuổi Quý Mão trong tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch, can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn. Có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng mưu, sự thành bại tại nhân. Tử vi tháng 6 năm 2024 tuổi Quý Mão âm lịch cho biết, vận trình tháng mới của Quý Mão diễn tiến theo chiều hướng bán cát, bán hung có những khởi sắc nhất định, nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều nguy cơ và rủi ro rình rập. Tam hợp cục xuất hiện, đây sẽ là nguồn hậu thuẫn lớn nhất cho Quý Mão trong suốt cả tháng Tân Mùi này. Quý nhân vận khá vượng, sẽ giúp bản mệnh tháo gỡ không ít khúc mắc trong công việc, xuất hiện nhiều cơ hội hợp tác hay phát triển. Tuy nhiên, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải cạnh tranh kịch liệt với đồng nghiệp, áp lực không hề nhỏ, cần hành sự thận trọng, kẻo mọi công sức đổ xuống sông xuống biển. Vận tài lộc trong tháng có thể đánh giá là khá tốt, khi có nhiều cơ hội để bạn kiếm được tiền, dựa vào chính sức của mình, dù buôn bán, kinh doanh hay làm công, ăn lương cũng đều có thu nhập vượt trội. Tuy nhiên, càng quyết đoán thì càng dễ thành công, còn càng chần chừ thì càng dễ đánh mất thời cơ. Hơn nữa, bạn cũng nên dè chừng đối thủ, kẻo bị đâm lén sau lưng. Tình cảm tiến gần vào giai đoạn ổn định, mối quan hệ của lứa đôi thêm mặn nồng, gia đạo bình an. Người đã kết hôn cũng dần tìm được tiếng nói chung sau những xung đột với bạn đời của mình. Người độc thân tuy có đào hoa nhưng chưa chắc đã là đào hoa tốt, cẩn thận kẻo bị lừa gạt tình cảm do những suy nghĩ ngây thơ của bản thân. Sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng nhiều bởi những yếu tố ngoại cảnh, tác động. Bệnh cũ dễ tái phát, có cả hung tinh rình rập. Tử vi tháng cho thấy bản mệnh có thể gặp phải tai họa bất ngờ, nhất là khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, bạn cũng nên hạn chế các hoạt động mạnh vì có thể dẫn tới hậu quả không mong muốn. Chi tiết từng phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, theo tử vi tháng 6 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, công danh, sự nghiệp của Quý Mão vẫn sẽ đạt được những thành tích nhất định. Cho dù đây được đánh giá là một tháng có nhiều thuận lợi, nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ với bạn. Nhờ tam hợp thái tuế nâng đỡ, các kế hoạch, công việc thuận buồm xuôi gió. Từ đầu tháng tới cuối tháng sẽ luôn có những cơ hội để bạn có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa, cần nhanh tay nắm bắt và đưa ra quyết định một cách quyết đoán để không bỏ lỡ vận may. Quý nhân vận tăng cao sẽ giúp bản mệnh tháo gỡ được không ít khúc mắc trong công việc,
Dù bản mệnh cũng phải đảm nhiệm khối lượng công việc nhiều và áp lực, nhưng việc khó sẽ được chia sẻ nhờ tinh thần ham học hỏi và làm việc hăng say, mang lại không ít cơ hội thăng tiến, tăng lương cho bạn. Lưu ý, tháng này xuất hiện nhiều cơ hội hợp tác hay phát triển. Tuy nhiên, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải cạnh tranh kịch liệt với đồng nghiệp. Áp lực không hề nhỏ, cần hành sự thận trọng kẻo mọi công sức đổ xuống sông xuống biển. Bạn nên giữ vững tinh thần thắng không kiêu, làm việc luôn khiêm tốn và bình tĩnh để hạn chế sai sót và cũng là tránh để những kẻ tiểu nhân bắt thóp từ những việc không đáng, dù là nhỏ nhất. Ngoài ra, nguyệt lệnh lâm suy, ám chỉ vận trình sẽ dần suy thoái, thuận lợi ban đầu, nhưng cũng có thể là khó khăn về sau, gây hao tài tốn của. Vì thế, đối với những việc quan trọng, bản mệnh đều phải suy nghĩ kỹ càng toan tính trước sau, đừng nóng vội mà hỏng việc. Về mặt tài lộc, cùng với công việc khởi sắc, vận tài lộc trong tháng của tuổi Quý Mão có thể đánh giá là khá tốt khi có nhiều cơ hội để bạn kiếm được tiền dựa vào chính sức của mình. Dù là người làm buôn bán, kinh doanh hay làm công ăn lương cũng đều có thu nhập vượt trội, cùng tam hợp xuất hiện đưa đường, dẫn lối, bản mệnh có thể tìm được những mối đầu tư thích hợp, mang lại lợi nhuận kha khá cho bản thân. Thời điểm này, bạn vẫn có thể mở rộng kinh doanh, nhưng cũng cần phải suy nghĩ cẩn thận, không nên đưa ra quyết định quá mức vội vàng, bởi vẫn có những hung tinh rình rập, sẽ gây bất lợi cho bạn bất cứ lúc nào. Nguồn thu nhập chính trong tháng chủ yếu dựa vào chính tài, thứ tài chưa có sự khởi sắc rõ rệt. Hung tinh ngũ quỷ và thiên nguyệt nhắc nhở Quý Mão nên tránh xa những trò cờ bạc, đỏ đen, chuyên tâm, tu chí làm ăn. Còn nếu cứ cố chấp phạm theo đường tắt, sẽ khiến cho bản thân bại liệt và vận may tiền bạc sẽ không đến với bạn đâu. Cơ hội kiếm tiền xuất hiện rải rác suốt cả tháng, tuy nhiên càng quyết đoán thì càng dễ thành công, còn càng chần chừ thì càng dễ đánh mất thời cơ, hơn nữa bạn cũng nên dè chừng đối thủ, kẻo bị đâm lén sau lưng. Việc vay mượn tiền bạc hoặc cho người khác vay tiền nên hạn chế tiến hành trong tháng, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, bạn cũng không nên đứng ra đảm bảo tài chính cho người khác, kẻo bị kẻ xấu lợi dụng lừa gạt. Trong tháng bán cát, bán hung này, tuổi Quý Mão tốt nhất nên lấy tích lũy làm trọng, tiêu xài ở mức độ vừa phải, liệu cơm gắp mắm. Dù thu nhập vẫn khả quan cũng không nên tiêu tiền hoang phí chỉ vì cảm hứng nhất thời hay đôi phút bồng bột, bởi sẽ có những việc bất ngờ phát sinh phải chi tiêu nhiều tiền, trong tay bạn có tiền thì vẫn chủ động hơn. Về mặt tình cảm, gia đạo. Xem tử vi tình duyên tháng 6 năm 2024 âm lịch, tuổi Quý Mão các mối quan hệ tình cảm của bạn tiến vào giai đoạn ổn định hơn. Với người đã có đôi, mối quan hệ có thêm nhiều trải nghiệm và cùng nhau vượt qua những giai đoạn quan trọng nên càng thêm mặn nồng. Gia đạo bình an, người đã kết hôn cũng dần tìm được tiếng nói chung sau những xung đột với bạn đời của mình. Người độc thân tuy có đào hoa nhưng chưa chắc đã là đào hoa tốt, bản mệnh có thể gặp gỡ kết thân với một vài đối tượng, nhưng tình cảm chưa sâu sắc, tình yêu đến rồi lại đi như cơn gió thoảng qua, không đọng lại được điều gì. Nếu nhẹ dạ cả tin, bạn cần phải cẩn thận kẻo bị lừa gạt tình cảm do những suy nghĩ ngây thơ của bản thân. Về mặt sức khỏe. Về phương diện sức khỏe trong tháng nguyệt lệnh lâm cung bệnh, tình hình sức khỏe của người tuổi Quý Mão sẽ không quá khả quan. Điềm báo tử vi cho thấy, sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng nhiều bởi những yếu tố ngoại cảnh tác động. Bệnh cũ dễ tái phát, những triệu chứng suy nhược, kém ăn, kém ngủ có thể sẽ diễn ra rất thường xuyên, lại có cả hung tinh ngũ quỷ rình rậm. Tử vi tháng cho thấy bản mệnh có thể gặp phải tai họa, bất ngờ nhất là khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, bạn cũng nên hạn chế các hoạt động mạnh vì có thể dẫn tới hậu quả không mong muốn. Và sau đây là phần trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho Quý Mão, sinh năm 1963, trong tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuần 1, từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 6 âm lịch 2024. Người tuổi Quý Mão trong tuần đầu này tử vi cho thấy, vận trình có chút may mắn hơn so với những con giáp khác, thiên đức quý nhân cho cơ may phát tài, phát lộc, thăng quan tiến chức. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì con giáp này có thể tiến rất xa trong tuần này, chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, túi tiền của bản mệnh chỉ đầy chứ không vơi. Vì tiền bạc vào nhiều không kể xiết, dù là dân văn phòng hay giới kinh doanh cũng sẽ có được cơ hội kiếm tiền khá lớn. Có điều, trong tháng có hung tinh tiểu hao, bản mệnh đừng tiêu xài phung phí quá mức, kẻo hoài phí công sức kiếm tiền, tiền bạc không phải là mối lo của người tuổi Quý Mão trong tuần này. Thực thần trao cho bản mệnh những may mắn mà không phải ai cũng có được. Quý nhân dẫn đường chỉ lối giúp cho con giáp này dễ dàng tìm thấy lối đi, giữa ngang dọc cuộc đời, bon chen khắp lối.
Công việc khá thuận lợi vào đầu tuần khi có chính quan hỗ trợ, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao vì những nỗ lực không ngừng nghỉ và trách nhiệm cao trong công việc. Có thể thời gian tới bạn sẽ được cấp trên trao thêm cho nhiều trọng trách để gánh vác. Tài vận sáng lạng, bản mệnh chẳng những thu nhập từ công việc chính ổn định mà nếu bung ra làm kinh doanh thì cũng được các thần hỗ trợ, nâng đỡ cho vượt qua những khó khăn lúc ban đầu. Thực thần che chở, song bản mệnh đừng có ý thế được các thần giúp đỡ mà không chịu cố gắng, bởi chẳng có gì tự nhiên mà có đâu. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Hợi, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, xanh da trời, trắng. Con số may mắn, 89, 54, 23. Tử vi tuần 2 từ ngày mùng 8 đến ngày 15 âm lịch. Người tuổi Quý Mão trong tuần này, đường công danh, sự nghiệp vô cùng thịnh vượng, cát khí tràn trề, làm gì cũng dễ dàng thành công. Vì thế, nếu bạn có kế hoạch gì trong thời gian tới, thì nên bắt đầu khởi động từ tuần này để các khí phượng giúp cho khả năng thành công được cao hơn. Đầu tuần không phải là thời điểm tốt để con giáp này quyết định những chuyện liên quan đến tiền bạc, bạn có thể mù quáng đưa ra lựa chọn sai lầm, tiền mất tật mang. Thiên tài xuất hiện, cuối tuần mang cho tuổi Mão cơ hội phát tài, song bản mệnh cần kiên nhẫn và nỗ lực thì mới có được điều mà mình muốn. Từ giữa tuần, cát khí khởi vượng, những chú mèo nhanh chóng đón được tài lộc về cho mình. Bản mệnh không gặp vấn đề gì trong việc quản lý về tài chính, trong khi các khoản thu nhập chính và thu nhập phụ đều gia tăng nhanh chóng, nguồn thu từ công việc chính khá ổn định. Người làm công ăn lương không lo, không có tiền tiêu, song nếu tuổi Mão chăm chỉ cần cù, làm thêm nghề tay trái thì tiền bạc về tay có thể nhiều hơn gấp nhiều lần nữa. Bạn cứ nỗ lực đi, tự dưng sẽ có người giúp bạn, quý nhân vượng vận thì có gì đâu mà phải lo ngại. Với những bản thông điệp kinh doanh thì càng về cuối tuần, tài lộc càng thêm dồi dào. Bản mệnh hãy phát huy năng lực của mình là hơn, đừng ỷ lại vào người khác, bởi có những lúc do dự thiếu quyết đoán sẽ khiến cho bạn đánh mất cơ hội kiếm tiền đáng quý. Với những người đã lập gia đình, đừng nên tranh cãi với nhau quá nhiều về những vấn đề nhỏ nhặt, mà hãy tự quy định về những điều mà mình mong muốn, thỏa thuận để đạt được sự đồng nhất giữa hai người thay vì dành thời gian tranh luận. Hãy tâm sự và sẻ chia với nhau những điều mình đang gặp phải để tăng cao độ gắn kết giữa hai người. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Tuất, Dần, tiểu nhân, Tý, Ngọ. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, xám. Con số may mắn 89, 72, 11. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. Người tuổi Quý Mão có một tuần khá khó khăn khi là con giáp dễ mất tiền tuần này. Theo dõi tử vi phương Đông, bản mệnh ngay đầu tuần đã gặp phải sự cố, khiến cho kế hoạch bạn ấp ủ đã lâu đổ bể chỉ trong chớp mắt. Con giáp này không dễ dàng khuất phục trước khó khăn, chỉ tiếc rằng thử thách mà định mệnh đặt ra cho bạn trong thời điểm này là quá lớn. Bạn có thể tự trấn an bản thân mình để bình tĩnh đối mặt, nhưng không có nghĩa bạn có thể vượt qua. Nguồn thu của những chú mèo bị giảm thiểu đến mức đáng lo ngại, có thể bạn sẽ phải cắt giảm chi tiêu ở mức thấp nhất để có thể đảm bảo được nhu cầu cuộc sống của mình. Kẻ tiểu nhân vẫn đang rình rập, mà bản mệnh thì có phần cố chấp, cứng đầu, chẳng chịu lùi dù chỉ một bước. Đôi khi sự lùi bước không phải là nhận thua mà chỉ là thu mình lại. Để tránh những tổn thất không đáng có, chờ thời cơ đến để bung lụa trước rằng tuổi mèo lại không hiểu được may mắn này mà cứ đâm đầu vào ngõ cụt. Tiền bạc tích lũy vốn đã chẳng được bao nhiêu thì nay lại càng ít đi. Thực ra nếu không có thu nhập mới thì tiền núi ăn cũng không có ngày hết. Bạn nên có kế hoạch dài hơi cho mình trong thời điểm mà thần tài không ở bên che chở này. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Thìn, Hợi, tiểu nhân, Dậu, Tý. Màu sắc may mắn, vàng, xanh. Con số may mắn, 98, 23, 16. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến 29 tháng 6 âm lịch. Chúc mừng tuổi Quý Mão. Thật may mắn làm sao, khi tuần này vận trình của bạn đang tươi sáng trở lại, bản mệnh đang có những sự hỗ trợ vô cùng tích cực từ phía thần tài. Được thần tài chỉ đường dẫn lối, để không bỏ phí bất cứ cơ hội nào đến bên mình. Thời gian này là lúc mà con giáp này nên tập trung nhiều hơn vào công việc của chính mình, chớ nên chần chừ, do dự, rồi lại để đủ thứ việc riêng tư xen vào, khó lòng đảm bảo được tiến độ công việc ở thời điểm này. Bất cứ làm việc gì ra tiền cũng đều quan trọng với bản mệnh, thế nên những chú hổ hãy phân phối thời gian hợp lý, cân đối, sắp xếp công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao cho thật tốt. Làm tốt việc của chính mình không chỉ để lấy tiền lương, tiền thưởng đâu mà còn là để cho tương lai có thêm nhiều cơ hội để phát triển. Tính phải tính đường xa, chứ chớ nên nhìn cái lợi trước mắt.
Đặc biệt là thời điểm cuối tuần là ngày nghỉ ngơi, nhưng với bạn làm kinh doanh, buôn bán thì mới là thời điểm bận rộn nhất, thu đầy tiền về tay. Có thể thời điểm này, lượng người ra ngoài mua sắm không nhiều, nhưng nhu cầu tiêu dùng vẫn còn đó. Nếu bạn biết đẩy mạnh mua bán online thì có thể giúp được thời cơ mà phất lên nhanh chóng. Điều này đòi hỏi bản mệnh phải nhanh nhạy để nắm bắt thị trường. Hãy tiến hành kế hoạch của mình ngay để không bị tụt hậu. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân: Mùi, Tuất. Tiểu nhân: Thìn, Ngọ. Màu sắc may mắn: tím, xanh, nước biển. Con số may mắn: 78, 43, 22. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, Sư phụ Hoàng Nhất đã từng nói, có tâm, có đức thì ắt có phúc mà không phát tài thì cũng đừng nên nghi ngờ. Chính là phúc của chư vị đã chuyển hóa thành thân thể khỏe mạnh, cuộc sống an khang, gia đình êm ấm, con cháu thảo hiền. Vận may chưa chắc khiến bạn giàu có, nhưng nhất định sẽ khiến bạn trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của chính mình. Đúng vậy, nếu so sánh phúc đức với tiền bạc, chúng ta luôn mong muốn có một gia đình hòa thuận, êm ấm, con cháu có nề nếp, đây mới chính là phúc đức lớn nhất của đời người. Một người hoàn thiện đến từ sự tu dưỡng bản thân, chúng ta dựa vào kinh nghiệm để có cho mình kiến thức, hiểu biết, từ đó rèn luyện và trưởng thành. Của cải là sự tích lũy của những người chăm chỉ, của cải ở đây không chỉ là tiền bạc mà còn là kinh nghiệm, trí tuệ, năng lực. Các nhà thông thái tạo ra huyền thoại bằng trí tuệ của họ. Và những người khôn ngoan, rút ngắn thời gian để có được của cải bằng trí tuệ, điều đó thật ấn tượng. Cuộc đời chỉ là những chuyến đi, bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Nếu bạn cho mình một chiều cao, thế giới sẽ luôn cho bạn thước đo khác và những người có tâm hồn thiện lành chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn và thịnh vượng trong cuộc đời của họ. Tu hành chân chính của chúng ta là tu tâm sửa đổi chính bản thân mình trong cuộc sống. Ai cũng có những ưu phiền, người tu tâm sẽ biết biến ưu phiền thành động lực, giúp mình trưởng thành. Nếu không tu tâm thì gặp nhiều vấn đề, chỉ ôm khư khư vào những cố chấp và bất bình, để rồi chính bản thân họ sẽ sống trong đau khổ. Đối diện với vấn đề, bằng cách tu tâm, đầu óc minh mẫn hơn, ít sai lầm hơn thì sẽ giải quyết vấn đề tốt hơn. Tu hành và tu tâm đều là cách để tăng trưởng công đức và trí tuệ, có thể giải quyết căn bản mâu thuẫn thật sự, buông xả nội tâm, gặt hái phúc lành cho bản thân và gia đình. Như Lão Tăng đã nói trong việc tu tâm, người ta phải kết hợp với lòng tốt, ví như ở chỗ lành thì phải chọn chỗ tốt mà ở, chỗ dựa tốt cho người, nếu tìm được thì dừng lại ở con người. Quan trọng nhất cần phải có một tấm lòng nhân hậu từ trái tim, một thái độ tích cực, một thái độ bình tĩnh đối mặt trong mọi việc thiện, ứng xử thể hiện ở hành động và năng lực, nếu làm theo năng lực thì quý trọng năng lực của mình. Khởi niệm cũng cần thiện niệm tư tưởng, quyết định hành động, chọn thời cơ mà không hành động hấp tấp. Chúng ta trên con đường tu hành và tu tâm nên biết sưởi ấm cho chính bản thân mình và cho cả người khác. Học cách đối xử với mọi thứ bằng trái tim đơn giản và đối xử với mọi người bằng trái tim vui vẻ, đối diện thiện ác với tâm thái khác nhau, sẽ dẫn đến nhân quả khác nhau. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.